Chào bạn gấu ăn à? Ôi bạn gấu đáng yêu thế. À, ăn hết cái cành không? À, cho cành ấy. Ôi đây, không ngờ là trong khu rừng này lại có gấu trúc em nhở. Vâng ạ. Bao nhiêu lần chị em mình đi có gặp đâu đúng không? Ờ đây, tại đây rừng trúc mà chị. Của chúng ta đi lạc còn lại gặp một bạn gấu nhỏ bị lạc này. Ôi bạn ấy đáng yêu giống bạn Su chưa? Ôi bạn ấy đáng yêu quá. Ôi gấu con ơi, nước nhà gấu con ở đâu nhỏ? Hai chị em mình đi tìm, thả bạn gấu con về với ba mẹ nhé. Chắc ba mẹ bạn ấy bây giờ đang lo sợ giống như chị vừa lo sợ. Không biết là em đi đâu ấy. Em cũng thế mà. Thế à, em khóc à? Ôi khổ thân quá. Thôi chúng mình cùng nhau đi tìm ba mẹ cho bạn gấu nhé. Ừ, nào chúng mình đi nào. Ôi gấu con đáng yêu ơi, phụ thân em quá. Ba mẹ gấu đi đâu nhỉ? À, đúng rồi, ba mẹ gấu đi rồi. Xin chào hai bác gấu. Ôi hai bác ấy đang lo thêm bé lắm ấy. Ôi thêm ơi, ở đây có hẳn một gia đình nhà gấu này em này. Gấu buồn nhá. Ờ, ôi buồn. Đây rồi nhá, bây giờ mẹ cũng thế rồi. Ừ, chị với bạn Thu đã tìm được em. Để ở giữa nhá. À đúng rồi, Thu đang sắp xếp gia đình cho bạn gấu đấy. Ôi gấu ơi, em bé đã trở về rồi nhá. Hai bác yên tâm nhá. Ít thân ạ, chị mặt lá chi cho bạn gấu ăn nhá. Dạ. Su cho bạn gấu ăn à? Ôi bạn gấu đáng yêu thế. À, ăn hết cái cành không? À, cho cành ấy. Ôi ở đây, không ngờ là trong khu rừng này lại có gấu trúc em nhở. Vâng ạ. Bao nhiêu lần chị em mình đi có gặp đâu đúng không? Ờ đây, tại đây rừng trúc mà chị có nhìn thấy cái trúc không? Ờ, thế nhưng mà chị em mình không lần nào gặp được một gia đình bạn gấu xinh đẹp như thế này. Hôm nay bạn gấu đi xem thì trúc. À, ôi mẹ bạn gấu còn đâu không bạn gấu này. Đây là bố, đây là mẹ mà, đây là bố này. À, mẹ bạn gấu xinh đáng yêu này. Ôi, gia đình nhà gấu đáng yêu quá. Em mình hôm nay đã giúp bạn gấu trở về với gia đình rồi đúng không? Để em làm một cái máy tre. À, em lại làm một cái máy tre cho bạn ấy à? Ôi, gia đình nhà gấu đáng yêu quá. Không phải cần tre đâu các em. Ở đây này có rất là nhiều lá trúc đã trở thành nhà cho bạn ý rồi đấy. Đúng không? À, úi đáng yêu quá. Đây, đáng này. À, chị rất muốn mang một bạn gấu về nuôi đấy, em có thích không? Không thể mang về được đúng không? Bởi vì bạn ấy phải sống ở đây cùng với gia đình bạn ấy rồi. Ôi, thôi, Thu ơi, chúng mình về thôi, thi thoảng chúng mình đến thăm bạn gấu là được rồi đúng không em? Đúng rồi. Bạn gấu, bạn gấu mẹ hay bị ốm. Nhưng hôm nay mẹ bạn gấu đi chơi đến đâu rồi bạn gấu mẹ có bạn gấu đứng đây. Thì đâu rồi á, mẹ bạn gấu về mất. À thế à, thế là không may bạn ấy bị lạc đúng không? Vâng. Rất may gặp được Thu rồi đúng không? À, thôi chúng mình về đi, hôm sau chúng mình lại đến thăm ba gia đình bạn gấu tiếp nhé. À, tạm biệt gia đình gấu nha, mọi người về nha. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.